Mến chào quý cô bác anh chị em trên kênh ha. Thì trong những cái ngày tất bật về Tết đó, thì hôm nay mình tiếp tục đến huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Mình đến Phú Sơn, xã Phú Sơn. Thì mình sẽ cập nhật và chia sẻ một cái khu vườn khá là khủng của chú Bảy Quyện nha. Vườn này thì rất là nổi tiếng là sở hữu toàn những cây hoa giấy khủng và rất là to, cho quý cô bác anh chị em mình cùng xem, cùng chiêm ngưỡng nha. Thì đây là những cái cây được gom về từ những cái vườn khác và đã sở hữu tại vườn. Hôm nay nó đang bung sắc rực rỡ. Thì quý cô chú anh chị em mình có điều kiện mà đến Phú Sơn thì mình sẽ đến cầu Bảo Vàng. Ngay cổng chào của cầu Bảo Vàng sẽ gặp được một cái vườn hoa giấy phải nói là số lượng khá là nhiều, và khách du lịch thường ghé đến đây để chiêm ngưỡng những cái tác phẩm. Và sau đây mình sẽ đi tắt tần tật về những cái cây hoa giấy như thế này ha. Thì ở Phú Sơn có khá là nhiều những cái mẫu cây như thế này, nhưng mà đa số là làm từ bonsai. Vườn của chú thì có những cái cây khá là khủng luôn. Thì hôm nay mình đã đến xóm đây để quý cô chú anh chị em mình cùng chiêm ngưỡng những cái tác phẩm phải nói tuyệt vời nha. Đây là những cái gốc sát pháo. Trong vườn thì sở hữu những cái gốc sát pháo rất là to. Đây là giấy Mỹ nha quý cô chú anh chị em. Nó đang rực rỡ như thế này. Thường ở Chợ Lách thì khi mà làm định cái phong tàn thì nghệ nhân ở đây người ta đã vô dây, người ta định hình xong rồi người ta chỉ đi cái cơ tàn thôi. Đó, nên quý cô chú anh chị em mình thấy cái form ở đây nó không bị lỗi, là người ta làm rất là đẹp luôn. Rất là nhiều size lớn nhỏ. Những cái cây như thế này thì phải nói rất là tuyệt vời. Ghép nhiều màu quý anh chị em, đó, lớn nhỏ đều có hết. Thì ghép đa số là ngũ sắc nhiều màu, gồm có phớt hồng, màu đỏ, thái, vàng, thái, sakura phớt hồng, cẩm thạch hồng, cẩm thạch đỏ, ghép xen vô ha. Đó, có một cái cây tàn bay khá là khủng luôn. Nổi tiếng đến mức thì phải nói là cái số lượng tài chính mà bỏ ra của vườn này là phải nói là có cái trend là khoảng 100 tỷ quý cô chú anh chị em. Nghe nói thì khá là khủng ha. Những cái cây to, một cái cây dáng bay được ghép gốc sát pháo khá là nhiều màu. Nói chung là cây này không biết là cái được là bao nhiêu màu quý anh chị em, gồm có Ấn Độ, cam thái, cẩm thạch, nói chung là hồng gân rất là nhiều luôn. Những cây trong cái chậu lưu nữa. Mình sẽ chia sẻ cái series này, mình đi nhiều vườn để quý cô chú anh chị em mình có thể chiêm ngưỡng những cái tác phẩm mà Chợ Lách đem lại cho cái làng hoa. Vô sâu trong này thì khá là nhiều cây lớn à. Chào em. Còn mấy anh hỏi mấy anh ở đâu, địa chỉ đâu là đến anh? Em ở bên trung tâm xúc tiến đầu tư Bến Tre anh. À Bến Tre ha. Vườn này phải nói là rất là lớn ở đây ha anh. Dạ đúng rồi. Đây quá đẹp. Bữa nay là mình đến đây mình lựa cây hay là mình tham quan anh? À tham quan. À rồi, chúc anh tham quan vui vẻ ha. Dạ, chị cũng rất là vui luôn. Dạ. Những cái cây phải nói khá là khủng ở vườn nữa thì quý cô bác anh chị em mình thấy có khá là nhiều khách du lịch để đến đây để chụp hình và mình chiêm ngưỡng nha. Một cái cây gián đổ. Nhiều, rất là nhiều những cái tác phẩm á. Đây là gốc cao bồi. Thân lắc lượng ha. Dù quá trời cao luôn rồi. Đây một cái tác phẩm mà mái che. Đó quý cô bác anh chị em mình thấy những cái gốc dây Mỹ thì thường nó nhỏ, còn những gốc dắt sát pháo thì rất là to, nên mình cảm thấy nhỏ bé so với những cái tác phẩm này.
được ghép rất là nhiều màu. Hai cây khủng luôn quý anh chị em. Những cái mái vòm còn sâu bên kia nữa. Phải nói là cái vườn cực kỳ. Đó quý cô bác anh chị em mình thấy không? Này là cam thái, đỏ thái. Cái cây cây cam rồi quý anh chị em. Cực kỳ đẹp luôn. Này thì mình không nói nhiều quý anh chị em, mình chỉ chia sẻ để quý cô bác anh chị em mình chiêm ngưỡng thôi. Cái này cây này có hoành là 54, cao 2m8, bay là 3m 340, có nghĩa là 3m4. Mình gốc sát pháo nha. Mình thấy cái thông số nhưng mà mình không thấy giá quý cô chú anh chị em. Quá. Phải nói thật là khủng luôn. Giống như là trong những cái hình ảnh quý cô chú anh chị em mình thấy thì rất là to cho một cái khu vườn. Có cái cây bài này nằm một cái khung cảnh khá là đẹp luôn. Gái đang chụp hình nè. Những cái cây này thì thuộc cái hàng khủng mà đó, nên quý anh chị em mình có dịp mà đến đây để chiêm ngưỡng nha. Những cái cây đó nó sừng sững ngoài đó kìa. Có hai cái máy cây dù cái làm cái dàn khung á, nó tàn, nó phải nói là nó hứng ra như vậy. Hai cây á rất là đẹp. Cái này là phải nói là khá là đỉnh luôn quý anh chị. À, trong những cái màu hoa giấy thì phải nó có màu vàng và màu trắng thì thực sự nó nổi luôn. Thực sự nó nổi. Quý anh chị em mình thấy à, chóng ngợp luôn quý anh chị em. Những cái vườn khác thì đa số là cây tầm trung, nhưng mà vườn này thì cây tầm khủng á. Ở trong này, trong hậu trong này thì những cái cây giấy màu. Đây là sakura phất hồng. Phủ rực rỡ một cái sắc màu. Sáng ánh nắng nó chưa lên, nó phức những cái cạnh này, nên mình quý anh chị em mình thấy nó không được rõ. Những cái tàn giấy nó bay lung linh luôn. Gió cái nó đồng đưa. Những cái cây phải nói đẳng cấp quý anh chị em. Mênh mông luôn. Phải nói mình đến đây mình rất là chóng ngợp với cái khung cảnh ở đây, là rất là nhiều cái cây nó để nó lớn để mình chiêm ngưỡng. Lúc này thì khách vô chụp hình một số thì đã đi về. Này về. Đó quý anh chị em mình thấy à, khu vườn sở hữu những cái gốc sắt pháo nói chung là rất là to, gom về đây hết. Cây này hoành này cả trăm mấy á quý anh chị em. Rất là tuyệt vời ha. À, quý cô chú anh chị em mình nếu như mà đến Phú Sơn thì đừng bỏ qua cái vườn của chú Bảy Quyện nha. Một trong những cái vườn phải nói là đẳng cấp và lớn
số lượng cây khá là nhiều. Một cái cây ghép nhiều màu cũng đang tỏa những cái sắc màu. Một cái cây bay nó nằm khá là duyên. Cái này tổng số vườn chừng nhiêu cây anh? Số lượng hả? Dạ. Nó nhỏ thì chắc cũng phải. Chắc những cái cây khủng á, mình tính những dạ. cây khủng thôi, tại vì cái số lượng cây nhỏ quá nhiều. Khủng bự hết cũng 700 mấy cây ha. À, cái giá trị của mỗi cây lớn nhất ở trong vườn là tầm khoảng nhiêu anh? Dạ, khoảng 150. 150 triệu. Dạ. Còn những cái size vừa vừa thì vài triệu, vài chục triệu hết. Dạ. À. Những cái cây này là mình tự mình sản xuất hay là mình mua lại của những cái vườn khác mình đem về? Mình mua phôi về mình ghép. À, anh sở hữu mình gom lại phôi lại mình ghép những cái gốc tác phẩm phải nói nè. Rất là đỉnh luôn. Rồi, em cảm ơn anh ha. Này chắc tứ cả nguyên ngày quá. Dạ. Đó, nguyên chị em mình thấy là những cái cây nào mà lớn nhất á thì tầm khoảng trăm mấy chục triệu nha. 60-70 cây thì nói chung là tầm khoảng vài tỷ quý anh chị em. Nên cái vườn đó thì cũng khá là nhiều. 100 mấy chục triệu thì 100 cây thì phải nói là số lượng cá tiền rất là lớn ha. Những cái gốc sắc pháo rất là to. Những gốc này thì cũng tầm khoảng vài trăm tới vài triệu anh chị em. Những cái gốc mini nhỏ như thế này nè. À, đây là ghép phớt hồng sakura. Thì lúc này do thời tiết nắng đó nên khách một số đã lại rồi, một số đã đi rồi. Nên quý cô chú anh chị em mình có điều kiện thì mình đến đây nha. Mình cũng chân thành cảm ơn quý cô bác anh chị em đã xem những cái series mà phát hành trên kênh. Thì kính chúc quý cô bác anh chị em mình một ngày gần Tết mình làm ăn luôn thịnh vượng phát tài và nhiều hạnh phúc trong cuộc sống nha.